Em sờ trên này có đau không chị? Dạ không. Không hả? Không đau luôn hả? Dạ. Vậy thì vô đây vô nước biển rồi vậy. Cái này là cái túi hậu môn phía ngoài nè. Em tí thương mẹ em đó. Không biết làm sao, em nghĩ mong cho nó hết bệnh rồi về đi phụ giúp mẹ. Mình có biết cái khó khăn gia đình mình gặp phải là gì không? Thì nó mẹ em á, mẹ thì đi làm, em thì đi bán thì lớp tấm tiền nhà trọ, tiền đồ nữa. Nãy giờ cả nhà lúc Thu Nguyên hỏi bác á, thấy bác khóc ở đây nè, cả nhà nhìn thấy không, ở dưới này cả nhà này áo rồi xong rồi lấy tay chậm nước mắt nãy giờ, thì người mẹ mà không có người mẹ nào thấy con mình ốm mà không lo cả. Thì mình sẽ đi lầu 3 khoa ngoại tổng hợp, mình có 6 lầu. Nóng quá cả nhà ơi. Hiện tại Thu Hiên đang ở bệnh viện Lê Văn Thịnh ở tầng 9 lầu 3 đây cả nhà. Đây cũng không phải là lần đầu mình đến đây nữa, và lần gần đây thì mình có đến thăm chú Phương, chăm chị Thương là hai cha con đang nằm ở đây với cả nhà. Sau này thì cũng không có gặp lại chú nữa. Hôm nay Thu Hiên mới có dịp quay trở lại bệnh viện, thì mình mới vừa gọi cho người nhà bệnh nhân để mình hỏi cái phòng mình sẽ đi thăm. Cái trường hợp này là có một cái vị khán giả của kênh là có theo dõi kênh GoFood và giới thiệu hoàn cảnh này đến với Thu Nguyên. Còn tình hình cụ thể thì chập nữa Thu Nguyên vào phòng và Thu Nguyên sẽ chia sẻ cho cả nhà ha. Cả nhà cố gắng xem đến cuối clip để theo dõi xem là hôm nay trường hợp này bị gì và hoàn cảnh của họ ra sao nha cả nhà. Con chào bác ạ. Chào chị ạ. Con chào bác Dằn ha. Chắc bác Dằn cũng chưa có biết rõ về tụi con đâu đúng không ạ? Dạ, đâu có biết được đâu. Dạ. Ở đây thì có một cái khán giả của kênh tụi con là chắc người ta họ vào trong bệnh trong viện này nè, hoặc là làm sao đó người ta biết bác đó. Người ta có theo dõi kênh tụi con làm cầu nối thiện nguyện nè, ví dụ như là chia sẻ rồi giúp đỡ cho những người khó khăn nữa. Thì người ta có liên hệ đến tụi con. Thì lúc nãy con gọi là con cũng có nói qua rồi, con sợ bác không nhớ, thấy bác nhìn con kiểu lạ ấy, nên con phải giải thích lại một xí. Thì hôm nay tụi con đến đây thăm chị cũng như là muốn tìm hiểu sơ qua về cái tình hình bệnh tật của chị á bác. Thì có gì bác chia sẻ con nghe ha. Thì bệnh của con này đó là hôm năm 2023 là vô đi mổ lần đầu tiên. Ở nhà thì từ từ bệnh thì con nghĩ là từ từ bác chia sẻ con nha. Bác trước hết là bác Dằn có thể là nói lại cho con biết là mình năm nay nhiêu tuổi rồi và con gái mình bao nhiêu không ạ? 75 tuổi. Con bé này là 40 tuổi. 40 mà không có gia đình gì hết. Ở chung với bà. Là không chồng không con. Không chồng không con. Ba nó mới chết nay 2 3 năm. Bác cố gắng nói to lên một xí nha bác ha. Đấy hơi ồn quá. Giờ còn có hai mẹ con thôi. Mình là gốc ở đâu bác? Gốc nào giờ ba mẹ cũng ở quận thành phố này thôi. Mình có nhà đây không ạ? Không, không có nhà. Thử cha mẹ cũng khổ nha. Đâu có nhà cửa gì. Giờ mướn con trọ nào giờ. Mình trọ gần đây không bác? Ở Nguyễn Thị Định 649. Nguyễn Thị Định nó cũng gần gần đó. 649 xe 2. Vậy là nó không có bệnh thì nó đi bán vé số. Bà thì đi bưng cơm ấm phụ với người ta. Bà làm gì ạ? Bưng cơm đồ phụ với người ta, bán cơm rồi đó, phụ quán ăn đó. Rồi nó bệnh thì đâu có đi được đâu. Nó bệnh ở nhà phải chăm nó, đưa nó vô bệnh viện đâu có ai đâu. Mình vào viện được lâu chưa ạ? Bữa một tay. Cũng mọc tay tới nay á. Nó biểu hiện sao mà mình vào viện lại á bác? Rồi cái bụng này nó căng, nó căng xem. Cứng cái bụng này. Nó căng cứng như coi như là nó không có chạy, không có dịch, không có da được. Cái này lại xả dịch nè, mà hôm nay xả không được. Còn xả cứ, gì bác? Xả cái dịch ở trong người, nó trong cái bụng đó nè. Cũng như xả cái huyết của mình, nó là giống như cái chai nước biển, nhưng mà cái màu đỏ như cái chai coca mình uống vậy đó. Cái nước cái trong bụng nó ra thì nó mới bớt được cái căng này. Không, nó cứng ngắc, nó không chịu nổi. Chị nói chuyện được không ạ? Dạ được. Con mượn cái mic của bác, con gỡ qua cho chị nghe bác nha. Chị Hằng đúng không? Dạ. Chị Hằng chia sẻ em chút nha. Có thấy đau ở đâu không chị Hằng? Dạ thì lúc mà em chưa mổ thì nè, em đi bán cái em uống thuốc hoài nó không hết. Cái em nó cứ đau hoài, nó làm cho em mối. Rồi bắt đầu cái em mới đi vô bệnh viện. Bệnh viện cái bắt đầu bác sĩ mới cho em nhập viện, em mổ lần đó.
tức đầu vô bác sĩ khám rồi mổ rồi nói em bị vậy đó. Bị gì chị? Thì đó bị khối u, bị đại tràng. Khối u đại tràng. Nó cắt nghẽn á. Đó rồi bác sĩ cho mổ rồi xong rồi cái em mới đỡ rồi cái giờ cái tự nhiên nó giờ hôm bữa mà trước khi nhập viện á em thấy em mệt mà nó ấy dữ lắm. Bây giờ đây cái bác sĩ cho em nhập viện. Nó thật là khó thở. Trời ơi, em sĩ nhập có đi được. Quan sát hình như là tay chị thì rất là nhỏ nhưng mà chân thì lại to nè. Dạ nó mới bị phù lên đó. Coi như là xả dịch cái này chưa xả được đó, thành ra nó dễ cả nhà nha. Bởi vì lúc nãy Thu Yên vào, Thu Yên có quan sát chị một lát á, bởi vì là mình thấy cái tay rất là bé nhưng mà khi mình quan sát xuống chân thì thấy chân rất là bự nữa. Dạ đúng lúc rồi. Ở nhà là cái tay, cái chân nó cũng như cái tay vậy. Nó không có phù mà tự vì chưa xả dịch được, bác nói vậy. Bác sĩ nói là chưa xả dịch được cho nên nó mới phù vậy đó. Rồi thôi để cái này cho chị nói trước nha, có gì con hỏi thêm bác nha. Là chị mỗi lần trước đây là bao lâu rồi? Dạ hôm nay được mấy tháng rồi, tháng 3 tới giờ rồi. Lúc đó họ mổ là cho cái phần ở bên hông này đúng không chị? Dạ đúng rồi, cho cái túi hậu môn ra ngoài. Hậu môn ra ngoài, còn cái túi này bây giờ mổ để cho dịch nó chảy ra. Dạ đúng rồi. Còn cái bụng mình phình là cho dịch thôi phải không chị? Dạ đúng rồi chị. Nó bị dịch nó tràn á. Em hỏi một chút nha, trước đây chị có gầy không? Bao nhiêu cân? Ở đó em năm mấy ký lận á. Năm mấy là bằng Thu Yên đấy. Dạ. Còn bây giờ mình cân lại chưa? Cân rồi, có còn có ba mấy ký à. Nó mang cái bụng này vô nữa, giỏi lắm 37, 38 ký. Nhiều khi không tới nữa. Với cái lúc mình không có mang cái bụng này thì nó được có 34 ký thôi, là lúc đó quá chịu thuốc á. Mình ở nhà ăn uống gì được không chị? Dạ ở nhà thì em ăn cũng được, mà tự nhiên giờ vô đây thì ăn cũng chút chút à. Chị em hỏi một chút nha, cái này chị đừng nói nha, bởi vì em thấy mình khá là gầy á. Dạ. Có hút thuốc hay là làm cái có chất gây nghiện gì không? Dạ không. Cái này là do bệnh thôi phải không? Dạ đúng rồi. Em đó giờ em cũng đâu có chơi ba vi mấy cái gì vụ đó đâu. Biết ngọt còn biết uống. Dạ, này em hỏi thôi chứ bởi vì em thấy cũng khá là gầy á, cũng bệnh mà nghe nói mới bệnh đây mà gầy quá nên em có hỏi sơ qua một xí nha. Chị đừng buồn em nha. Dạ không có. Còn tóc mình đây là sao đây? Thì hớt cho nó ấy luôn á. Cho mát lên đâu có đi hớt được đâu, bởi nhà người ta chở đi hớt dùm chứ đâu có ai đâu phụ. Dạ rồi. Cô để một xí cho chị nói trước nha. Có gì con hỏi cô chia sẻ thêm nha. Vì con có cái mic này cô nói không có nghe được hết à. Còn bây giờ có nằm có truyền nước hay là gì nữa không chị? Dạ có, lát chiều bác sĩ truyền cho ông bịch giống như cái bịch màu trắng đó. Mượn cái tay chị một lát nha. Tay này là bị sao đây chị? Nó sưng lên hay là nó bị vẹo xương hay sao đây ta? Nó vậy hả? Tay là không bị bệnh đúng không chị? Dạ. Nó có tật bẩm sinh. Tật hả chị? Hồi nhỏ tới giờ đó, cái bàn chân nó cũng vậy. Tức là trước đây là chị Hằng đi bán vé số. Dạ. Ngày mình bán được nhiều không? Dạ em bán chừng có 100 tờ rồi. Mình bán vé số được lâu chưa ạ? Dạ cũng lâu rồi. Còn phía gia đình mình là trước đây, trước đến giờ là chị không có chồng con gì hết. Dạ luôn. Đúng rồi. Có quen ai không chị? Dạ. Ở giá như vậy là với mẹ thôi. Dạ. Mình đông anh em không chị? Dạ không, có ba người mà anh chị ở riêng không có tới thăm mẹ luôn. Cũng tới thăm mẹ em gì hết trơn á. Là bỏ mặt hai mẹ con luôn à? Dạ. Từ hôm giờ đi vào đây rồi có ai tới thăm chị nữa không? Hội hàng hay là anh chị em? Dạ có, thì mấy bà chị bà con đồ thì có vô rồi gọi điện đồ hỏi thăm. Có giúp được thêm cái gì? Có giúp được gì cho mình không ạ? Dạ không, thì mấy chị có rồi cho được 200-300 mà. Vào đây rồi chắc là viện phí là mẹ lo hết chị hả? Dạ đúng rồi. Bữa giờ chị biết là đóng bao nhiêu rồi không? Dạ em không biết đâu, mẹ đóng không ạ. Chị em mượn cái nick của chị một xíu nha. Thôi đang thấy bác gái đang khá xúc động cả nhà. Bác có thể chia sẻ cho con một chút không? Bữa giờ mình lo viện phí thế nào ạ? Mới nhập viện vô thì đóng 4 triệu rồi. Bác sĩ cũng 4 triệu tháng nay á. Người chưa nói gì hết, chừng nào mà bác sĩ kêu ứng nữa thì ứng. Chị Hằng có bảo hiểm không bác? Có.
cũng đỡ. Có bảo hiểm. Hôm giờ vào đây là làm những cái gì rồi ạ? À? Mới vô tới đây là bác sĩ cho vô nước biển, nằm bên phòng cấp cứu 1 triệu ngày đó, giờ bác sĩ sẽ vô nước biển về theo dõi cái bệnh của nó. Nằm trong đó cũng 2 ngày rồi tôi thấy bớt bệnh rồi nó thôi bác sĩ sẽ ra đi chứ nằm đây ngày 1 triệu tôi chịu không nổi đâu. Có bảo hiểm rồi mà ngày 1 triệu rồi bác, nằm bên cấp cứu là ngày 1 triệu có bác sĩ rồi đó, ngày 1 triệu sao chịu nổi. Rồi sinh ra, sinh ra ở đây có 300 thôi, cứ nằm bệnh tiện đâu đấm cho nổi. Còn trước đây chị Loan, chị Hằng có bị như vậy nữa không? Hay là bây giờ mới là lần đầu phát bệnh thôi? Trước đây là không có bị, mới bị tháng 3 đó thôi. Tết năm vừa rồi đi bán mà nó cứ kêu nó đau bụng ngầm ngầm. Thì tôi nói thôi giờ con để máy dẫn con đi khám bệnh đi. Nó không chịu đi, nó cứ mua thuốc nó uống, uống giết đâu cũng gần tháng chờ đó, cái nó chịu không nổi nữa. Giờ con nhỏ cháu đó, nó thấy vậy đó, nó không ăn uống gì được hết đó. Nó thấy vậy nó mới mua cái bảo hiểm cho, rồi nó chở đi vô đây nhập viện là nó bị như vậy luôn. Vô rồi bác sĩ mổ xong rồi đâu có được mấy tháng, mấy tháng về nó cũng còn đi bán vé số được, là lúc nó chưa có bệnh, có bụng này bự lên. Rồi quá trị thuốc đâu có 2 tháng thôi là nó bị lại như vậy, chắc tôi nghi thuốc nó giật nó chịu không nổi đó, nó mới bị như vậy. Rồi đưa vô đây nữa, vô đây là lần này là lần thứ 3 đó. Bữa hổm lần đầu mổ rồi xong bác sĩ đâu nằm 3 tuần lễ rồi cho về đi, nó bị trở lại thì vô nằm lại 2 tuần nữa là 15 triệu. Rồi bây giờ là đợt này đợt 3 nó đi cũng nổi, thì tôi già lớn tuổi tôi cũng đỡ lên đỡ xuống cũng nổi rồi. Tức là chị đã phát bệnh từ trước rồi nhưng mà mình uống thuốc mình để như vậy nên cái bụng mình lớn không như biết bây giờ. Không, cái bụng lớn là bác sĩ quá trị thuốc 2 lần, có trị thuốc vô trong người đó. Cái lần đầu tiên mổ hóa trị hay là lần thứ 2 hóa trị ạ? Khỏe rồi bác sĩ mới cho hóa trị. Dạ. Hóa trị lần đầu thì không có bị gì hết. Dạ. Nó cũng bình thường, nó bụng như mình vậy thôi. Hóa trị lần thứ 2 á, đâu được nửa tháng là nó bị là có bụng như vậy rồi. Bác có hỏi bác sĩ tại sao không? Bác sĩ có hỏi bác sĩ mà bác sĩ nói là kiểu như là nó ung thư đợt cuối. Đợt cuối bác sĩ nói vậy thôi, mình cũng không biết. Tại để trong cái to đó là u ác đại tràng. Ca đại tràng đấy cả nhà. Bác có cái hồ sơ khám bệnh đây không? Không có. Đây không có xíu nào. Trên tay Thu Uyên là kết quả khám bệnh của chị Hằng với cả nhà. Vào ngày 22 tháng 11 2023 thì bác sĩ kết luận chị là sỏi thận trái ứ nước độ 2, độ 3. Bệnh lý chủ mô thận mạc hai bên, dịch tự do ổ bụng lượng nhiều, tràn dịch màng phổi hai bên lượng ít. Có dịch ổ bụng rồi đó. Câu hỏi chút ha. Ví dụ như dịch ổ bụng là bác sĩ không có hút ra cho mình một lần mà nó cứ để chảy theo ống hả bác? Khi nào mà nó căng cái bụng nó quá nó chịu không nổi thì bác sĩ kêu mình rút ra 1 lít. 1 lít. Rút ra mình tự làm luôn hả bác? Mình tự làm. Mà vô đây bác sĩ cũng làm, bác sĩ kêu vô đây nhưng mà đâu có thời gian để đi. Ví dụ như ngày nghỉ ngày làm thì vô đây bác sĩ làm cho. Là coi như là mở cái này ra, mở cái nút này ra. Thì nó có cái sợi dây chuyền xuống cái chai mình chai nước suối 1 lít đó. Chai nó vô cho nó chảy xuống. Họ có nói lý do tại sao không ta? Họ không có làm cho mình, họ rút hết dịch ra mà họ để cho nó chảy từ từ đó. Bác có hỏi không ạ? Không có hỏi. Thì bác sĩ kêu làm sao làm vậy thôi chứ cũng có hỏi bác. Có nói mình là cần phải mổ hay gì không bác? Nếu mà nó có sức khỏe thì mới mổ được, còn có sức khỏe thì bác sĩ không có mổ. Đây là bác sĩ nói là có thể sẽ mổ phải không ạ? Nhưng mà nó có sức khỏe rồi, cái ổ bụng nó mà xẹp xuống rồi đó, thì bác sĩ em xem mổ lại được. Cái phần bụng chị được không? Dạ. Em mượn em xem lại một xí nha. Anh lên đây phải là lại gì hết. Cái này nó giống trường hợp mà mấy ca trường hợp gan á cả nhà ha.
là nó to cái bộ ngang sau này bắt đầu nó tùy ngay là nó sẽ lồi cái rúng ra. Anh Sinh mới vừa chia sẻ một trường hợp cũng tương tự như vậy, nhưng mà trường hợp của chị là bị bệnh khác. Em sờ trên này có đau không chị? Dạ không. Không à? Không đau luôn hả? Dạ. Tại vì vô đây vô nước biển rồi. Cái này là cái túi hậu môn phía ngoài nè. Chị mổ hậu môn cách đây bao lâu rồi? Dạ hôm thì hôm tháng 3 tới giờ luôn đó hả? Mình để ngoài này có đau hay là có ảnh hưởng dạ, cho không, nhiều không? Không có đau. Cái trường hợp này Thu Nguyên thấy cái hậu môn lòi nó cũng nhiều mà không đau hả chị? Dạ. Ừ. Thu Nguyên mới vừa coi cả nhà mấy cái bệnh lận. Sở dĩ mình hỏi cái dịch ổ bụng á là vì trước đây Thu Nguyên cũng bị. Cái bệnh của mình hồi xưa nó cũng chuyển biến thành là dịch ổ bụng. Mà hồi xưa là Thu Nguyên mổ cái bụng mình á, là mổ được mấy ký lận á, mấy cái dịch lận. Nên là mình có hỏi kỹ hơn là tại sao bác sĩ lại không có mổ mà để cho nó chảy ra từ từ. Nên là con cũng hơi thắc mắc như vậy. Rồi về chi phí đóng viện phí đây là mình mới đóng 4 triệu cho hả bác? Dạ, mới đóng 4 triệu. Sắp tới bác sĩ có nói là mình phải đóng thêm gì nữa không? Chưa có biết, ví dụ như ở đây mà nặng nó nằm lâu thì phải đóng thêm nữa. 4 triệu đó là bác của bác hay là bác đi vay ở đâu? Đi mượn mấy người đó, người ta ở sớm người ta cho mượn, không có ăn lời. Chứ ở nhà đâu có đi bán đi buôn gì đâu, có tiền để lo cho nó. Làm mỗi lần hai mẹ con làm thì vừa đóng tiền phòng trọ, vừa ăn uống rồi đủ rồi. Mình phát bệnh cho mới là thiếu thốn thôi. Mình phụ quán cơm thì tháng được nhiêu bác? Tháng thì được 6 triệu quán cơm đó. 4 giờ sáng thì tới 1 mấy 2 giờ trưa mới về. Nói ngày nó bán cái số rồi vậy đó. Rồi từ ngày nó bệnh mà không có đi làm được, người ta kiếm người khác rồi sao rồi làm nữa. Người ta cũng đâu có chờ công nghiệp của mình được đâu. Nếu mà nó gì, nếu khỏe đi về chắc hai má con cũng phải lĩnh cái số đi bán thôi chứ sao giờ. Nếu bây giờ mà các sĩ kia yêu cầu đóng thêm tiền đó, thì bác sẽ xoay sở như thế nào? Nếu bác sĩ cho đóng thêm tiền thì đi mượn người ta mà không cho là thôi phải chịu thôi chứ làm sao giờ. Chịu là chịu ra sao bác? Chịu con để con nằm vậy thôi chứ làm sao giờ. Chứ đâu có nhà cửa gì đâu để bán rồi đâu cho con. Tình hình bệnh của chị thì bác sĩ có lưu ý gì không ạ? Bệnh của nó thì bác sĩ nói bây giờ cố gắng cho nó đi chứ giờ bác sĩ thấy cái bụng nó vậy, bác sĩ nói vậy. Bây giờ là giai đoạn 3 rồi đấy cả nhà, hồi nãy chị bác chia sẻ là giai đoạn là gần cuối rồi. Da dẻ cả nhà thấy không, bán vé số, chị đi bán vé số này cái phần da tay nó rất là, nó khá là tối màu, khá là ngâm đấy, mình nói là ngâm này, trên da mặt cũng vậy. Chắc đeo, chắc đi bán vé số thì nắng mũ, không đúng không? À. Cái phần dưới này cả nhà này bắt đầu từ trán xuống nhất tới dưới đây là thấy khác màu da rồi. Chân tay mình bị tật rồi mình đi bán thì nó có khó chứ chị không? Dạ không, đi được. Mình chân tay mình như vậy mình đi bán vé số có bất tiện không chị? Dạ không, đi được. Chị bán từ mấy giờ đến mấy giờ? Em bán sáng 6 giờ đó, khi đó hết sớm về sớm. Cái tình hình bệnh của mình khi mới bắt đầu có những cái biểu hiện như là đau á, chị có nghĩ là nó tái phát lại không? Dạ không biết, em không có nghĩ nó như vậy. Từ bữa giờ vào đây điều trị á, thấy mẹ chăm sóc mình có thương mẹ không chị? Dạ có chị. Mình cảm thấy thế nào ạ? Dạ em thấy thương mẹ em đó. Không biết làm sao, em chỉ mong cho nó hết bệnh rồi về đi phụ giúp mẹ. Mình có biết cái khó khăn gia đình mình gặp phải là gì không? Thì nó em á, mẹ thì đi làm, em thì đi bán thì lớp tấm tiền nhà trọ, tiền đồ nữa. Chị có lo sắp tới bác sĩ yêu cầu mình đóng viện không? Dạ có chứ, em cũng bác sĩ kêu mẹ em đóng. Những cái số tiền bác gái mượn ở ngoài á, chị có biết ở đâu ra không? Dạ em không biết, từ mẹ em mượn em đâu biết đâu. Bây giờ mong muốn lớn nhất của chị là gì ạ? Em chỉ mong muốn lớn nhất là có tiền để cho mẹ em giữ mẹ em, để chị bệnh cho em.
Mẹ có bác gái có bị bệnh gì không chị? Dạ không, mẹ em không có bị bệnh. Ngoại, lúc nãy con nghe ngoại nói là ngoại có ba người con. Bây giờ là chị nằm đây rồi, hai người con trước là ngoại không có liên lạc được luôn rồi. Đúng rồi, liên lạc nó cũng bắt máy. Bao lâu rồi ngoại chưa gặp được con mình? Ngoại cũng 2 năm đó. Có cái xích mích gì không ngoại? Không có xích mích gì hết. Tự nhiên rồi nó giận, giận tôi với con nhỏ này, rồi sao nó không tới thăm mà nó không nói năng gì mà gọi điện nó cũng không được luôn. Theo ngoại thì bây giờ hai chị, hai người con của mình có biết được bệnh tình của chị không? Biết. Biết được không? Biết. Có cái liên lạc cái thằng con trai đó thì nó biết, mà cái con nhỏ lớn là không có số điện thoại, nó không có liên lạc được với nó. Từ bữa nó nhờ từ giúp đỡ cho chị mà tìm có nào? Chồng tới giờ luôn không có giúp đỡ được cái gì, gọi điện nó lần đầu nó biết em nó bệnh vậy rồi thôi, nó giờ tới sau này tôi hồi tối này tôi mới gọi điện lại nó cũng không có bắt máy luôn. Lúc nãy con hỏi cho tiền bà, ví dụ sắp tới đây mà có đóng tiền á, ngoại vay mượn nè, thì trước đây ngoại vay mượn là ai đó? Mấy người ở hàng xóm rồi cho mượn đỡ vậy thôi, nhưng mà về lâu về dài thì sao đây? Mượn thì không có ăn lời, về lâu về dài thì không biết làm sao, không biết có mượn người ta được nữa hay không. Thì người ta cũng khó khăn, ví dụ như người ta 500 triệu người ta cũng giúp đỡ mình nhiều quá, người ta cũng ở phòng trọ giống mình lấy đâu ra, nó cũng khó khăn chỗ đó. Rồi, ví dụ như người con mà nó có cái gì cũng hết sức lực rồi thôi, cũng đành chịu bó tay thôi chứ làm sao giờ. Mình xã hội đen làm sao mà trả cả nổi. Bây giờ mong muốn lớn nhất của ngoại là gì? Mong muốn lớn nhất giờ có tiền sao lo cho con hết bệnh, để nó đi buôn bán đồ phụ hai mẹ con sống ngày nào hay ngày đó. Ngoại có biết mấy cái kênh từ thiện không? Mấy kênh từ thiện thì không biết, nhờ mấy người hồi sáng mà cô kêu đó là nhờ mấy đứa mà nó làm y tá thì nó thực tập, nó làm lên giùm chứ cũng đâu có biết làm gì rồi. Hồi sáng cái cô cái thằng bé đó nó trả lời đó là nhờ nó mấy đứa thực tập á, sinh viên á, thì nó làm giùm ông nó thấy nghiện á thì nó hỏi, rồi nó nói thôi để bà để con làm cho. May quá, cũng thay mặt gia đình cảm ơn cái bạn đó, bởi vì là khi Thu Yên hỏi những cái thông tin cần thiết với cả nhà thì mình cần hình ảnh hay là cần những cái thông tin bên lề, bởi vì có rất là nhiều trường hợp là tụi con có liên lạc nhưng mà họ không có đúng á các bà, không có đúng, nên là tụi con phải cần những cái thông tin rõ ràng hơn, nên là sáng có làm phiền bà một xí. Nhưng mà hôm nay tụi con đến đây á, là như ban đầu con có chia sẻ là tụi con bên một cái nhóm thiện nguyện, tụi con làm cầu nối chia sẻ, thì hôm nay đến thăm bà với lại chị. Thì hồi nãy con xưng là bác đó, nhưng mà đúng hơn là mình nên xưng bà cả nhà ha. Thì con có gửi cho bà với ngoại, bà với lại chị một chút tiền. Bà ngồi đây luôn đi. À, để con qua đây con ngồi này. Bà dựng đứng đây ngồi luôn này. Con qua đây con ngồi, con nói cho chị nghe luôn. Tụi em hôm nay đến đây thăm chị á, cũng có chút tiền của các mạnh thường quân. Em xin trích ra gửi cho chị sắp tới đóng viện phí nha. Dạ, cảm ơn các anh chị nhiều. Dạ, đây em đọc tên luôn nha. Gửi cho chị Hằng bị ca đại tràng ạ. Thứ nhất là có anh Giang Vinh Phong ở quận Bình Tân gửi cho chị 500. Thứ hai là có cô Thu Vân gửi chị 300 và cô Thúy là 200 ở chợ mới An Giang, tổng là 500.000. Thứ ba là có cô Trần Kim Hoàng ở Mỹ gửi cho chị 1 triệu. Thứ tư là có chị Đỗ Cẩm Vân ở quận 10 gửi cho chị 1 triệu, tổng số tiền là 3 triệu. Còn đây thì chắc em gửi cho ngoại cầm đi chị ha, cho ngoại đi mua đồ. Con gửi ngoại 1 triệu này, 2 triệu này, 3 triệu này. Dạ. Cảm ơn cô, cũng thay mặt cho cô cảm ơn dùm những mạnh thường quân giúp đỡ cho hai mẹ con tôi như vậy nha. Chứ tôi cũng mẹ con không biết có cái gì để nói luôn hết. Dạ. Chỉ biết cảm ơn thôi. Chị Hằng có câu là muốn gửi đến các cô chú đã giúp đỡ mình không ạ? Cũng cảm ơn các mạnh thường quân đã giúp đỡ cho em. Sắp tới còn điều trị dài, cố gắng lên nha chị ha. Hôm nay thì Thu Yên đến gặp chị Hằng, cả nhà mình và con cũng xin phép chia sẻ câu chuyện của gia đình mình đến các cô chú khán giả xem kênh. Cũng mong là sẽ có ai đó giúp đỡ thêm cho ngoại ha. Bây giờ thì Thu Yên cũng chắc là cũng sẽ dừng sớm thôi cả nhà. Mình đang vào giờ trưa nên là cũng đỡ một xí. Còn đối với trường hợp hôm nay Thu Yên đến thì lúc mà chị nói những cái
cái lúc mà chị thấy mẹ lo lắng cho chị bệnh tật á, mình cũng là người con rồi, cũng từng thấy mẹ mình, má mình lo tiền bạc rồi lo chăm sóc. Chắc chắn là có nhiều cái khó khăn trong này mà bác không có chia sẻ cho chị, con nghĩ vậy. Nên là cũng mong là bác có nhiều sức khỏe. Chứ hôm nãy giờ con để ý á, con thấy bác là cũng tiều tụy rồi đó. Ăn uống trên đây là hồi nãy con nhìn bên đây không có thấy hộp sữa nào á, là mình không có uống hay là sao á bác, hay kiêng hay sao? Cũng có mà uống ít. Uống ít à? Nó uống ít sữa lắm. Ít là do không có kinh tế hay là sao? Mua cái hộp sữa bò đó đó, phấy cho nó uống. Hộp nào đâu bác, bác chỉ đó, con xem. Hộp sữa ông Thọ đó. Đây à? À, uống sữa này à? Đây nha cả nhà, mình lùi một xí đấy. Trời, mỗi ngày phải gần nửa ly cho uống. Không, đi thử gì vậy trời. Không kiêng sữa đúng không bác không? Nè. Ờ, nhưng mà sữa này uống thì nó cũng không có chất mấy đâu này bác này. Dạ. Cái tiền đó bác chích ra một ít đi, bác mua thêm sữa cho chị uống thêm. Dạ. Chứ sữa này sao uống có chất được cả nhà. Rồi đồ ăn đồ của mình là hôm bữa giờ lên đây ăn gì bác? Thì đi mua ở ngoài cho ăn, mua cháo rồi cho ăn. Mà ăn đâu có chừng 4-5 muỗng rồi thôi, không có ăn được nữa. Ăn nhiều quá nó căng, nó bụng nó chịu không nổi. Đầy quá rồi. Ừ. Bây giờ ăn uống bồi bổ mới có sức được chị ạ. À? Dạ. Trên cơm rồi cũng vậy, nó ăn 2-3 muỗng à. Lúc nãy là Thu Nguyên ngồi đây á, là có một cái cô họ cho cơm từ thiện, là bác có lại xin một cái tờ phiếu này. Là mấy bữa ăn ở đây là bác xin cơm từ thiện hết à? À, cơm từ thiện ở dưới thì cho cơm chay. Còn cái bà nãy phát đó, cho cơm chiều. 4 giờ người ta phát. Cái đây là của bác mang từ nhà lên hay là sao đây? Của mấy người ở nằm trong bệnh viện cho. Đây là cho miếng này, cho miếng hộp này. Ăn xong rồi cất lại, mình rửa sạch mình để dùng. Để khi nào cần mình dùng cho nó cháo. Trời, đi viện mà hành lý đơn sơ lắm cả nhà ơi. Đây mình mở ra hết cho cả nhà được xem nha. Đây này, trên đó là chỉ có được hộp sữa này thôi. Còn lon coca này chắc cho quá, ai cho quá. Tôi có nghe cái bà kế bên nuôi con cho. Khăn giấy đây, mua sẵn đây hả bác? Cũng ở cái ông đang đi về cũng cho, đang nằm trong đây. Cái mua hàng móc lại đó. À. Còn buổi tối thì bác ngủ đâu à? Chạy chiếc chiếu nằm đây nãy. À, chiếu đây nha. Chiếu đây. Chạy dưới này nè. Chứ trên đây đâu có nằm được hai người. Anh nó nằm dưới xong. Khó ngủ chứ? Ừ. Mấy bữa nay bác ngủ được không? Còn nó thức nó cũng kêu hoài. Sao con hỏi chút cũng thấy bác khóc nhiều vậy? Bác có chuyện gì buồn nữa hả? Thì buồn là sợ lắm đó, nói với con. Nãy giờ cả nhà, lúc Thu Nguyên hỏi bác á, thấy bác khóc ở đây nè, ở nhà nhìn thấy không? Ở dưới này cả nhà này. Áo rồi xong rồi lấy tay chậm nước mắt nãy giờ. Thì người mẹ mà, không có người mẹ nào thấy con mình ốm mà không lo cả. Cố gắng nha bác nha, mình cố gắng giữ tinh thần. Nếu mà tụi con giúp được gì á thì tụi con cũng sẽ cố gắng hết sức. Mình cũng mong là hôm nay Thu Nguyên chia sẻ thì có những cái cơ duyên nào đó đến với bác hơn để đỡ đần cho bác phần nào. Còn bây giờ cũng đã muộn rồi, tụi con xin phép bác với lại chị. Con về trước, nếu mà có duyên thì em sẽ ghé lại mình sau chị ha. Cảm ơn anh chị nhiều. Dạ. Rồi em chào, con chào em chào chị nha. Con chào bác luôn. Ờ, phán phán ngày đứa con nha. Dạ.